Xin chào toàn thể mọi người nhé. Hiện giờ mình đang có mặt trong một cái thung lũng. Ở đây là một cái vườn quýt của người dân miền núi chỗ mình. Rất là sâu ở trong rừng rồi. Đấy, những cái cây quýt ở phía sau mình, đây, xung quanh mình đây đều là những cái cây quýt rất là già và cổ thụ. Hôm nay mình lại tiếp tục một cái chuyến đi leo núi, khám phá các loại hoa lan rừng ở trên phía sau mình đây. Những cái ngọn núi rất là cao phía xa đấy. Núi thì cao rồi, nhưng mà không biết là có nhiều lan không. Có gì mình sẽ ghi hình và tiếp tục. Vẫn chưa thấy có gì đâu mọi người ạ. Mình đã leo lên cái khu vực gần đỉnh rồi. Cái núi này có vẻ là nó hơi ít cây một chút thì phải. Rất là nhiều cây bụi và cũng khá là dốc đấy các bạn ạ. Vách rất là cao. Tuy nhiên là những cái vách như thế này thì nó vẫn còn có những cái bậc đá mình có thể leo lên được. Cũng chưa phải là đến mức là mạo hiểm các bạn ạ. Mình sẽ tiếp tục leo lên. Cái ngọn núi này rất là dốc và cao các bạn ạ. Bây giờ thì mình đã leo lên trên một cái vách cũng khá là cao đấy. Đứng ở đây thì là một cái ngọn cây. Cũng rất là mệt và mình phải leo ra đây để nghỉ mát một chút. Ở đây thì có cái loại lan đầu tiên mình gặp hôm nay rồi. Đấy chính là mấy cây lan ngô đồng thôi các bạn nhé. Không phải lan cáo đâu. Nhìn thì khá là giống. Nhưng mà lại gần thì rất là dễ dàng nhận ra. Cái bộ lá nó rất là thưa mà. Nhìn nó cảm giác nó khác hoàn toàn với lan cáo. Đấy là những cây lan ngô, bắp ngô. Rất ít, có rất là ít những cây gỗ có cái lớp vỏ dày cho nên là không có lan. Thật sự là mình leo từ sáng giờ, bây giờ 12 giờ, gần 12 giờ thì mới lên đến cái chỗ này. Đấy, thấy những cây lan đầu tiên của cái chuyến đi ngày hôm nay. Đây là một cái, không nhầm thì lan mật khẩu thì vậy. Cứ gọi là hay gọi là tóc tiên thôi. Chứ họ hàng thì nó cũng rất là phức tạp. Đấy, có mấy cái cây ngắn ngắn nữa thì mọi người hay gọi là san hô. Nhưng mà mấy cái loại này không nhầm là nó thuộc cái dòng mật khẩu lá kim các bạn nhé. Nhìn thì rất là đẹp. Ở ngoài tự nhiên thì hầu như là được ngắm cây lan nào nhìn nó cũng có cái vẻ đẹp riêng các bạn ạ. Trên này thì chắc là cũng khoảng hơn chục mét nữa lên đỉnh rồi đấy các bạn ạ. Mình đã leo một cái vách khá là cao và cũng có những cái đoạn rất là nguy hiểm. Cố gắng lên đỉnh nhưng mà không có gì thì cũng quay lại mất công các bạn ạ. Không có gì thì mình quay núi cao, quay những cái thung lũng xung quanh cho mọi người xem. Lên trên đỉnh ngắm khung cảnh nó lúc nào nó cũng có cái... Cũng phải lên đến cái khu vực giữa đỉnh núi các bạn ạ. Thì ở đây mình mới gặp một cái bụi lan gọi là ấn tượng nhất từ sáng đến giờ. Một bụi lan hoàng thảo nghệ tâm các bạn nhé. Và cái bụi lan này thì nó rất là tốt. Lá khá là to này các bạn. Tại vì nó mọc ở một cái thân cây mà có cái lớp vỏ rất là dày luôn. Chỉ duy nhất có một cái khóm lan này sống ở đây. Bây giờ là cuối tháng giêng rồi. Tuy nhiên là nó vẫn còn giữ được cái bộ lá, nó còn chưa chút hết này các bạn này. Rất là tốt. Xung quanh thì mình cũng thấy có một vài những cái cây gỗ to. Mà không biết là có cái gì không, mình sẽ đi xem. Mình đang đứng ở bên dưới một cái cây tán cây cẩm chỉ các bạn ạ. Cây gỗ cẩm chỉ ở đây thì cũng có một số lan hoàng thảo nghệ tâm. Ở đây thì chỗ này là cái chỗ núi rất là thoáng, nó rụng hết lá rồi. Bên dưới phần gốc thì có lan hoàng thảo vảy rồng này. Thảo vảy rồng thì có mấy rề cơ, nhìn cũng khá là hay. Mọc sát ở dưới gốc cây luôn. Bây giờ mình đang đi dọc theo cái đỉnh núi các bạn ạ. Cũng có một vài cây gỗ và nó rải rác ở dọc cái đỉnh núi này. Mình sẽ đi vượt qua những cái bụi rậm như thế này. Đi loanh quanh cái khu vực để xem có. Trên này là một cái thân cây mà không có một chút lá nào các bạn ạ. Mà dọc cái thân của nó thì bám cái loài lan râu lược. Loài này thì đôi khi cũng có gặp những cái ngọn núi có rất là nhiều. Còn những cái ngọn núi bình thường thì nó cũng có vài ít bám ở trên những cái thân cây.
Mấy cây này thì nó ăn nắng cho nên cái bộ lá của nó hơi có màu tím một chút, nhìn cũng khá là đẹp. Bên dưới là có một chút lọng củ dẹt nữa các bạn. Với lại mấy cái loại móng rùa gì mini bé tí tẹo, hơi xa một chút, mình cũng chỗ này thì mình cũng không lại gần được. Khá là nhiều những cái loại lan lạ mà mình cũng không biết tên đâu mọi người ạ. Đấy, cái phía bên dưới này là lọng củ dẹt này. Còn cái loại bên trên này là xanh xanh ở bên trên này là mình không biết loại gì luôn. Nó cũng thuộc cái dòng lan bóng rùa gì đấy. Nhìn rất là giống. Tuy nhiên là kích thước cây của nó rất bé. Ở trên một cái cây gỗ khá là to các bạn ạ. Mình đang ngồi nghỉ mát ở đây. Đây là một cái cây mà có rất nhiều cái loại lan len. Một cái loại thuộc cái họ lan len. Nó có nhiều kinh khủng luôn. Nó bám dọc cái cành cây phía trước mặt mình này các bạn này. Bám kín cả vào thân cây này luôn. Bây giờ nó đang có hoa các bạn nhé. Nó đang có cái hoa mà cái hoa của nó lạ lắm. Mình sẽ lại gần để quay cái hoa cho mọi người. Đây chính là cái ngồng hoa của nó đây các bạn đây. Phải nói là hết sức là kỳ lạ luôn. Mình cũng không biết là nó đã nở hay là chưa nữa. Tại vì là thấy toàn là lông thôi. Nó rất là mềm ấy. Nó rất là mềm, cảm giác như vải sợi bông ấy các bạn ạ. Cái ngồng hoa của nó rất là mềm. Không biết là nó đã nở hoa hay chưa nhỉ. Chắc là nó chưa nở hoa. Chắc là đây chính là những cái nụ thôi. Mình nghĩ là như vậy thôi. Tại vì mình cũng chưa quen thuộc nhiều với cái loài lan như thế này. Hầu như là củ nào của năm vừa rồi nó cũng đều có một cái ngồng hoa hết các bạn ạ. Quá nhiều luôn. Cái số lượng của nó mọc ở cái cành cây này rất là nhiều. Mình nghĩ là hoa nó cũng nhỏ thôi. Nếu mà có nở thì nó cũng không thể to được. Nó mọc quá là nhiều luôn. Dọc trên những cái cành cây trên cao này. Nó có thân củ mà dạng bò các bạn nhé. Các bạn có thấy cái cành phía xa không? Tất cả cái cây khu vực đấy toàn là lá của nó hết các bạn ạ. Nó thòng hết cả lá xuống bên dưới này. Thật là một cái cây lan mà quá là nhiều. Thật sự là nhìn những cái đám cây rậm rạp như thế này thì bất cứ người đi rừng nào cũng phải nản lòng các bạn ạ. Ngồi ở trên cao nhìn thì nó rất là đẹp, nhưng mà đi xuống dưới gốc ấy thì mình phải chui ở dưới gốc của nó luôn. Rất là kinh khủng luôn. Giờ mình đang lại leo lên một cây cao nữa và ngồi nghỉ ở đây. Cũng khá là mệt. Đi cũng gần một ngày trời rồi. Lan thì chỉ gặp những cái loại như vậy để quay cho mọi người xem thôi, chứ hôm nay thì mình không sưu tầm được cái gì luôn. Tại vì là có những cái loại lan đấy thì mình cũng đã từng trồng, nó cũng hơi khó trồng một chút các bạn ạ. Không dễ như những cái loại lan, những cái dòng giáng hương hay là hoàng thảo đâu. Những cái dòng lan lọng, lan len thì trồng rất là khó. Cho các bạn xem cái khung cảnh mà mình đang thấy. Những cái ngọn núi rất là cao này. Đây là một cái khu rừng cũng khá là sâu. Thì mình cũng đã đi một vài ngọn núi ở đây rồi. Cũng có những ngọn rất là nhiều lan đẹp, mà cũng có ngọn thì cũng không có gì, rất là vất vả. Tuy nhiên là cái khung cảnh của nó mà khi mà ngồi trên đỉnh núi mà xem ấy thì nó hết sức là tuyệt vời các bạn ạ. Và mình sẽ nghỉ ngơi ở đây một lát và kết thúc hành trình của cái ngày hôm nay ở đây các bạn nhé. Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi và đồng hành cùng với kênh của mình. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ và tiếp tục cập nhật những cái video mới nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những cái video sau.